sang cái mua ra bào ngư hả, bào ngư con bự nè, với lại sò điệp. Sò điệp mà đây là sò điệp khổng lồ nha mọi người, một ký là 400.000 Việt Nam, chỉ có mấy con thôi à. Đó, này mua 2 ký nè mọi người, coi có mười mấy con à, mà cái nó bự bằng cái bàn tay của mình đúng không, bàn tay mình rất là bự luôn nha, bàn tay nào đường ông đó, à, cái nó bự nè. Bên hàng này gọi là giant calibi, là sò điệp khổng lồ đó mọi người. À, bây giờ mẹ chồng mình sẽ làm cái món hấp cay sầu cay. Chào bà con, xin chào mọi người. À, bà đâm bên đó cũng chọc chọc vô. Yeah. Đồ mất khóc. Bà đâm bắp bà. Sò điệp khổng lồ. Trẻ quăng, khỏi lên gì. Ồ, với lại bà ngư. Bà ngư cũng dạng bự luôn. Bà chồng mình nói sò điệp khổng lồ. Đây là hôm nay menu của chúng ta gọn lõn, chỉ có như đây thôi. Đánh gãy rồi, rất là lạ. Cả không chưa. Không mày ạ. Lụm hết đi. Còn muốn chứ sao rồi. Đi xì. Đi xì. Cái bát tay nhắn như vậy sao đây. Mô đáng nhiên mà chứ sẽ ôi cà ri mà xin nè chồng mình nói là sò đẹp ngon quá, cà ri bị hành lâm một cả để mình ăn thử con sò đẹp nha. Cà ri mà xin nè, cà ri bị mà xin nè. Mẹ chồng mình cũng nói là sò đẹp ngon nữa. Anh mới đi một tay á. Ở hai tiếng nhưng mà sẽ chăng chăng ba chồng mình nói ngon số một. Cà ri bi cơ trái gì cơ mỗi cái gì ạ, mỗi cái gì ạ, ờ trái gì trái gì cơ kiếm cái gì cơ hả mẹ yêu kiếm đi kiếm đi tôi ăn hết rồi ha, yêu cái gì cũng được ăn hết rồi. Con hải dương này nó cứ đạp cái bàn này. Hải Dương cho mấy ảnh đây cho. Hải Dương cho ăn được. Hải Dương đòi ăn đó mọi người. Mua rồi. Là đúng. Quá là chết. Cái hắn được biết nữa. Mít đi nhé. Cái không được. Cứ tụt tặng lại. Cứ má sẽ đi nhé. Tuy nó bự nhưng mà nó ngon nha mọi người. Có nhiều cái con mà nó bự nhưng mà nó không ngon. Nhưng mà con này nó ngon đó. Nói nè. Y cất cho cả cô cúl. Cúl cơ cơ. Ánh ế cái bút cơ cơ cúl ít ra cả này. Bà ta cúl. À rồi á. Ba chồng mình nó mấy con hào á. Nó bu vô trong cái vỏ mấy con hào mọi người. Nó sống. Cúl xét chứ. Nè. Cúl chứ cơ. Nó tới một gạo chú kia gạo cỏ. Nó hào con á, nó sống ký sinh trên vỏ con thời điểm nè. Đáng như mình phải làm mình mà sẽ thấy cái là như mình sẽ làm. Bây giờ là mừng mọi người biết sao, nhà mình á no rồi, cái này là ăn thêm cái này nữa, vẫn còn no nên là ăn thấy không có được nhiệt tình cho lắm, tại vì no á mọi người. Bé vui này cả chục rồi nè.
cái bún mà nó là mà xinh đẹp. Ừ, nhưng mà chị Đại nói no cũng vẫn ngon như thường. Cái gì má xíu xíu. Chua chua. Trời, mẹ chồng mình lừa lừa ngửi à. Dạ. Bốn người cùng nhà công bé. Rồi hôm nay quay tới đây thôi. No. Xin chào bé bút lừa. No thì mọi người quá trời no luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký like và comment cho Lệ Quân TV. Tạm biệt mọi người. Hello. Bye bye. Bye. Nó sao vậy? Nó. Nó đã chặt.